Hello mọi người, xin chào. Chúng ta có thể thấy được là đợt này nâng cấp xong cái app Lucky L99 rồi. Thì chúng ta cũng có cái niềm vui khi mà chúng ta nhìn thấy giá của Lucky Unicorn Token. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái giá hiện tại đang rất chắc chắn ở vùng 0.03. Chúng ta có thể mua ở PancakeSwap. Nhưng ở video này tôi có thể nói với các bạn có thể vào trong một game để có thể khai thác biến kỳ lân trở thành những cỗ máy đào rất là thú vị cho chúng ta. Nhìn vào đây chúng ta có shop để chúng ta có thể mua trứng để nở, đúng không? Ở các trạng thái nở ngay, nở sau 3 giờ, nở sau 23 giờ. Cũng như là đưa lên level với các cái tip của mũi tiêm tăng trưởng 1, tăng trưởng 2, tăng trưởng 3. Từ đó chúng ta có một cái dàn máy giống như tôi đang làm một cái dàn máy khoảng độ 10 con kỳ lân, đúng không? Hiện tại là đang là 5 con để chúng ta có thể thấy được là số lượng trứng nở ra để chúng ta biến 5 con này trở thành một cái cỗ máy đào. Từ đây chúng ta khai thác L99, đúng không? Chúng ta có L99. Để khai thác này thì chúng ta có thông qua các cái hệ thống chơi game hoặc chúng ta gom. Thì ở đây tôi giới thiệu mọi người là PancakeSwap. PancakeSwap. Vào PancakeSwap để chúng ta có thể là gì ạ? Để có thể mua thông qua cái việc swap USDT hay là BNB sang L99. Giá bây giờ cũng đang rất là tốt với một cái coin hệ thống nền tảng như thế này. Thông qua khai thác cũng như có cái cơ chế kiểm soát lạm phát của coin khiến cho chúng ta thấy được đồng L99 hoàn toàn có thể thấy được cái sự tăng giá trong tương lai. Ngoài ra chúng ta để ý anh Yan cũng đã PR các cái trải nghiệm chơi game, đúng không? Trò chơi cho phép mọi người thu thập, chăm sóc, nuôi nấng 10 loại kỳ lân. Những chú kỳ lân được chia ra mức độ hiếm, phổ biến, huyền thoại, cơ chế 7 hệ kim mộc hỏa thủy hỏa thổ, ánh sáng bóng tối khiến cho người chơi luôn vào các cái suy luận tương sinh tương khắc. Điều này đây là một cái mô hình kinh tế khiến cho kiểm soát được giá, không có sự xả hàng ảo ạt cũng như là không có những cái việc là đầu cơ, cho nên là game có một cái sự thú vị rất là tốt. Chúng ta nhìn thấy có thể là gì ạ, swap và L99 và đó, chúng ta nhìn thấy L99 đó. Mắt đó, và đây tôi đang gom dần L99 để chúng ta có thể xem được cái hệ thống swap cũng rất là thú vị. Trường hợp đây là trường hợp một là chúng ta có thể hold cái coin L99 khiến cho giúp cho chúng ta có được cái cách để chúng ta lưu trữ nó, lưu trữ nó. Ví dụ ở đây tôi có L99 BNB, tôi có tỷ lệ BNB. Mặt BNB đúng không ạ? Ra được 4.000 L99. Đó. Thế thì khi mà chuyển L99 chuyển L99, chơi game bằng L99 thông qua cái việc là giờ tôi hold swap ra BNB, swap ra L99 từ BNB, còn tuần swap xác nhận. Đó. Swap. Tôi đã chuyển xong L99 rồi. Chuyển xong rồi. 4.849 để swap ra L99. Đó là một cái cách để mà chúng ta xem mắc L99. Đây tổng tôi có 15.000 L99 đúng không? Ok. Được một BNB. Rồi, sau đó tôi vào tiếp, tôi chuyển vào MetaMask, lập tức tôi chuyển sang cái mạng của Uni. Mạng này cũng giúp cho chúng ta, hôm nay mới nâng cấp đây, mạng này giúp cho chúng ta thứ nhất đó là giảm phí, giảm phí rất tốt. Thì trong đây tôi vẫn tiếp tục play to earn để chúng ta khai thác các cái map đó. Còn 2 tiếng 47 phút chúng ta sẽ được cái vòng tiếp theo. Ở đây khi kỳ lân ở level 1 chúng tôi giảm này, tôi để cho một cái con unicorn này lên level 1 để đi kiếm cỏ cho cái cả cái đàn của tôi, đúng không? Con này đang
đang đói cỏ đây đúng không ạ, lập tức khi khai thác cỏ tôi ấn vào cái mục cỏ này, lập tức là gì ạ, tôi đẩy ra con này. Bây giờ phí nó rất thấp nhé, mọi lần phí này thông qua BNB, bây giờ phí là trực tiếp dùng L99, cho nên cái việc kiểm soát lạm phát của coin khá là tốt. Mọi người có thể vào Lucky Unicorn, sau đó là gì ạ, tìm hiểu về nó, sau đó là chơi game dựa trên cái nền tảng là khai thác game thông qua L99, thông qua các cái phiên ok, và con này sẽ được tăng cái mức độ. Khi mà chúng ta chưa lên level, dần dần chúng ta sẽ lên level này, để sẽ giao dịch play world sẽ tốt hơn. Và đây là cái tỷ lệ cho ăn cỏ trong trường hợp nó sụt giảm đúng không ạ, chúng ta nhìn thấy full until cho đến 18, tức là còn mai nữa. Thế thì tôi có một cái dàn này và tôi để một con đầu đàn đúng không ạ, một con đầu đàn này làm ở level 1 đấy, đúng không ạ? Level 1 này để đi kiếm cỏ đúng không? Con này đi kiếm cỏ. Chúng ta vào grab hunting để có một số con. Đó. Ví dụ một số con nó đói thì chúng ta phải kiếm cỏ. Chúng ta vào level 1, còn level 1 để kiếm cỏ. Tất cả level 0 đúng không? Dần dần chúng ta sẽ lên level. Đó, ok. Kiếm cỏ cho con này. Xác nhận tất cả sử dụng L99. Trong trường hợp mà chúng ta ok, chúng ta sẽ có cái lượng cỏ đó. Tiếp tục là nó confirm. Để chơi game được thì chúng ta phải có cái lượng L99 vào trong game. Đó, cái lượng L99 vào trong game. Sau ok, 10 phút nữa chúng ta sẽ có cỏ. Chúng ta sẽ vào cái dàn của chúng ta, chúng ta xem cái tỷ lệ cỏ như thế nào. Hôm nay đến ngày 18 nữa. 18 tháng 10, hôm nay 17 còn một ngày nữa. Đó. Thì chúng ta nhìn thấy cỏ đây, chúng ta khai thác được, chúng ta nhìn thấy cỏ, số cỏ đây. Đó. Ngày 18. Thế thì khi mà chúng ta nâng cấp xong rồi, chúng ta nhìn thấy cái mã và chúng ta chuyển vào L99 ở trong đây, đó, số lượng còn trên đây đúng không? Chúng ta sẽ vào brick lucky lượng L99 như các bạn đã biết đúng không? $15,000 tôi chuyển vào đây $5,000 Smart Chain chuyển lại Smart Chain đúng không ạ? Tôi có 15,000, lập tức tôi chuyển vào Lucky. Ok, 5,000 của tôi transfer, continue, chuyển vào L99 đúng không ạ? Xác nhận. Không biết là bên này nó trừ bậc BNB phải có thêm ít BNB vào. Thì mới chuyển được. Chuyển sang rồi ok rồi xong. Rồi chúng ta vào game, lập tức là chúng ta sẽ nhìn thấy chuyển mạng đó, 5,400. Khi nào chúng ta khai thác được nhiều L99 thông qua việc play to earn đúng không? Đó, chúng ta khi mà chúng ta giao dịch ở đây, chúng ta sẽ kéo L99 được về reward này. Trường hợp mà tôi ở là bang chủ thì tôi sẽ có L99 nó nằm thêm ở phí gai. Nằm ở phí gai này, đây, tôi sẽ claim early, lập tức nó sẽ chuyển về đây. Các thành viên vào đúng không ạ, chúng ta sẽ có được cái dàn để chúng ta khai thác L99.
Về cơ bản có hai cái nhiệm vụ là chúng ta khai thác L99, sau đó là chúng ta có thể mua tại PancakeSwap, đúng không? PancakeSwap. Và khi vào PancakeSwap như các bạn ban đầu ấy, chúng ta có thể nạp USDT hoặc là ETH hoặc BNB để chúng ta có thể swap. Đây là cái chuyển mạng smart chain. Chuyển mắc BNB, vừa tôi swap hết BNB ra, đúng không? Ok, đấy là một cái gom để cho chúng ta sử dụng thành thạo MetaMask, sau đó là chúng ta gom L99 thông qua PancakeSwap để chúng ta L99 mắc L99 tức là loading, là chúng ta sẽ có tổng cái lượng L99 ở trong đây. Vậy chúng ta gom nhiều L99 và sử dụng PancakeSwap để chúng ta có thể ra USDT và chúng ta chuyển về Việt Nam đồng, khá thú vị. Đấy, chúng ta còn đang có L99 BNB, mắc L99 và chúng ta có 0,7 BNB ở đây, và chúng ta để cái này ở ví ở đây, chúng ta cất đi và dùng PancakeSwap để chúng ta lưu trữ L99. Và bây giờ bắt đầu chúng ta chờ cái thời gian, hoặc là chúng ta mua trứng, chúng ta có thể nạp, chúng ta mua L99 để chúng ta có thể vào mua với cái số lượng trứng mà chúng ta có connect để chúng ta có thể ấp trứng rồi đi khai thác, coi như là một cái việc dùng các cái ví của chúng ta để chúng ta mua trứng, sau đó là biến nó thành kỳ lân, và từ kỳ lân trở thành máy đào trở thành các cái công cụ kiếm L99, sau đó chúng ta kiếm cỏ này, rồi chúng ta có thể play to earn để kiếm L99. Xin được cảm ơn mọi người. Mọi người có thông tin chi tiết thì ấn vào cái mục comment ở dưới, hoặc là cái đường link ở dưới thì tôi để hướng dẫn vào nhóm cùng với chúng tôi. Ngoài ra cái nhóm Facebook này có thể hướng dẫn các bạn chuyển đổi cái hệ cũ này, đúng không? Đó. Bridge này, app này, Old Lucky này, App Lucky này, rất rất nhiều, tôi có hướng dẫn rất chi tiết ở đây.